Em xin kính chào các bác ạ. Em là Tôn Bắc Cạn. Hôm nay em sẽ giới thiệu một số dòng địa lan hoa nở Tết và đang có tại vườn nhà em. Dòng thứ nhất là về địa lan hậu đỏ. Địa lan hậu đỏ. Nhìn chậu lá rất là đẹp, lá rất là mướt và đẹp ạ. Bây giờ cây đang bắt đầu có nụ rồi, mỗi chậu có từ 3 đến 5 ngồng hoa. Đây, ngồng hoa to ạ. Cái này nó nở vào đúng dịp Tết Nguyên Đán luôn. Hoa nó hoa to, đỏ màu đỏ rất là đẹp. Tại vì mặt cái lan hổ đỏ này thì được rất là nhiều người ưa chuộng và muốn có một giò để trưng vào dịp Tết. Tại vì theo quan niệm của người Việt Nam mình thì màu đỏ là Tết mà có màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc cho gia chủ nhà. Cho nên là dòng lan này để chơi Tết thì được rất là nhiều người ưa chuộng. Đây ạ. Cây rất là đẹp và nụ rất là nhiều nụ luôn. Chậu này có 5 này, 5 ngồng hoa này, nụ rất to. Bông to rất là đẹp, màu rất là tươi ạ. Cái cây địa lan này thì nó không ưa nắng đâu. Cái này mình để trong bóng râm thôi, nếu mà ra nắng thì nó sẽ bị cháy lá. Thì lá nó mỏng ạ. Rất là bóng. Cái này thì giá thể trồng của nó cũng rất là đơn giản. Các bác mang về để chơi Tết, hoa Tết xong nhé, các bác trồng đây. Giá thể trồng của nó chỉ là vỏ lạc đập dập trộn với đá 1-2. Không thì cái này thì mình bón phân ấy, mình bón phân hữu cơ hoặc là phân tan chậm cho nó. Đấy. Là cái này thì mình để sang năm là nó có hoa, sang năm nó là mình là có một chậu là mình không phải mua nữa, là mình có hoa để chơi Tết rồi. Cái này em bán với giá là 250.000 một chậu. Đây, rất là nhiều nụ, rất là đẹp các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Đây, ngồng hoa này là bắt đầu nụ hoa dài như cái này Tết là nở. Đây là địa lan hổ đỏ ạ. Mặt hàng dòng tiếp theo em muốn giới thiệu với các bác đó là về xích ngọc trắng. Ngọc trắng em lại để ở vườn trước. Xích ngọc trắng. Đây ạ. Còn tiếp theo giới thiệu là xích ngọc trắng. Cái này là dạng thuộc về dòng đột biến rồi ạ. Xích ngọc hoa màu trắng đấy. Có chậu đã có hoa nở rồi. Đây ạ. Hoa của nó đây. Đây, màu trắng cánh rất là mềm mại luôn. Màu trắng rất là đẹp. Đây, có chậu vẫn đang nụ này. Cái này lá nó rất là mềm. Lá rất là mềm mại. Cái dòng kiếm xích ngọc ấy thì nó tượng trưng cho khí chất của người quân tử. Đấy. Cái này rất là đẹp. Các bác mang trồng một chậu thì cái này trồng chậu cái kiếm xích ngọc ấy thì người ta trồng để ngoài hiên nhà này, rất là đẹp này. Trồng vào chậu chặt ấy, bó rễ thì nó sẽ ra hoa nó nhiều hơn và cây nó khỏe hơn. Một số người thì có thể ghép cái này lên lũa, nhưng mà ghép lũa thì nó không đẹp bằng. Cái này trồng vào chậu đấy ạ. Trồng vào chậu chặt này, rễ này, ra rất là nhiều. Và giá thể trồng của nó thì cũng đơn giản lắm. Cái này đấy, chỉ có vỏ thông này trộn với cả cái này là dừa. Cái này là vỏ dừa nó chặt ra để giữ ẩm rất là tốt ạ. Đây, cây đang bắt đầu chậu bắt đầu ngồng hoa. Em thấy hoa của nó rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Cái này em bán là cả chậu này là 500.000. Nếu mà các bác nào muốn lấy 1-2 tép về làm giống thì em tách ạ. Thì em bán là 150.000 một tép. Thì các bác có thể mang về để nhân giống được. Mùa này cây này thì cái dòng kiếm xích ngọc này thì sang năm đầu mùa xuân thì nó mới bắt đầu, nó mới đâm chồi nhiều ạ. Bây giờ chưa nhiều, bây giờ nó đang bắt đầu có hoa. Nếu mà các bác chọn nụ ngắn ngắn thế này là về là nở đúng dịp Tết ạ. Lá dài nhưng mà lá là mềm mại, uyển chuyển, rất là đẹp. Cái dòng tiếp theo,
cái loại dòng điện lan tiếp theo em muốn giới thiệu với các bác để chơi Tết, đó là về điện lan Hoàng Kim Bảo. Đây là điện lan Hoàng Kim Bảo. Một chậu này là 200, cũng có ngồng hoa, chậu có từ có chậu 2 ngồng hoa, 3 ngồng hoa, 4 ngồng hoa. Đó, cái này hoa nó màu xanh. Hoa nó màu xanh vàng nhưng mà hoa nhỏ. Nó gần giống với cả thanh ngọc nhưng mà nó không, hoa của nó không không được xuất sắc bằng thanh ngọc. Đây ạ, cái này thì em bán với giá là 200.000 một chậu. Một chậu như này. Nói chung là những cái dòng điện lan thì điện lan hoa Tết này thì ra thì trồng nó cũng giống nhau đấy. Đấy, cũng đá 1-2 trộn với vỏ lạc rồi bón, các bác bón phân tam trộn hoặc là phân hữu cơ cũng rất là tốt ạ. Đấy, lá trộn này rất là đẹp. Cái này các bác mang về một chậu để tập bàn chơi Tết thì rất là đẹp ạ. Đấy, em về được 100 chậu. Đấy, em sẽ chọn chậu đẹp nhất để gửi cho các bác ạ. Đẹp ạ. Dòng điện lan tiếp theo là điện lan, đây là địa đẹp. À, cái này nụ dài này. Đây là lan Trần Mộng. Lan Trần, đây là điện lan Trần Mộng. Đấy, bắt đầu có nụ, nụ dài. Cái này là điện lan hoa vàng lưỡi đỏ, bông rất là to nhưng mà cái dòng điện lan này thì không thơm, hoa nó không thơm nhưng mà bông rất là to, rất là đẹp. Bông to, mặt hoa rất là xuất sắc, cây bông rất là đẹp, rất là nổi bật. Cái này là mình làm một chậu mà đặt ở trước hiên nhà rất là đẹp luôn. Đây, đây là Trần Mộng. Đây, Trần Mộng Xuân nó khác với Trần Mộng Thu. Trần Mộng Xuân thì cây giả hành của nó rất là to. Trần Mộng Xuân thì nó giả hành nó to. Cây giả lá rất là dài. Cái này em bán với giá là 100.000 một cân. Trần Mộng Thu thì nó đắt lắm, Trần Mộng Thu cân 6-700. Đấy, cây bắt đầu có nụ rồi. Nhà em có bụi tầm 5 cân, 3 cân, 2 cân cũng có. Các bác lấy bao nhiêu cân thì em sẽ gửi cho các bác lấy nhiêu cân. Còn nếu mà các bác mà tiện đường xe, các bác muốn lấy cả chậu thì em sẽ gửi cả chậu cho các bác. Tại vì cái này là em trồng bằng chậu xi măng nên là nếu mà vận chuyển đường bưu điện thì không được, nếu mà tiện đường xe thì tiện có xe qua thì em gửi xe thì gửi cả chậu về. Các bác chỉ việc đặt ở trước hiên nhà thôi. Chờ Tết mà nở hoa là đẹp rồi, hoa của nó bền lắm, hoa của Trần Mộng Xuân thì rất là bền, có thể 2-3 tháng cũng chưa tàn ạ, rất là đẹp. Em còn có điện lan thanh ngọc nữa, điện lan thanh ngọc, em tìm điện lan thanh ngọc. Ngoài ra em còn có điện lan thanh ngọc. Điện lan thanh ngọc thì nó gần giống với cả Hoàng Kim Bảo nhưng mà mặt hoa của nó xuất sắc hơn và hoa của nó bông to hơn và cần hoa nó dài hơn. Cần hoa nó dài hơn và hoa nó màu xanh ngọc rất là nổi bật, rất là đẹp. Trưng bày trưng Tết thì rất là hợp ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Rất là xuất sắc. Cái này thì điện lan thanh ngọc này thì em bán với giá là 80.000 một thân. Các bác lấy bao nhiêu thân thì em sẽ tách gửi ạ. Còn nếu mua cả chậu thì có chậu 5-7 thân, 10 thân, 11 thân cũng có ạ. Đây. Đã có ngồng hoa rồi ạ. Bắt đầu lên nụ ngồng hoa rồi. Cái này về đến đúng dịp Tết là nở hoa ạ. Em xin cảm ơn các bác ạ. Nếu các bác yêu thích dòng điện lan nào ở trong video thì các bác liên hệ em nhé. Em xin cảm ơn ạ.